Đức thầy dạy quy y thì khá lòng y, thật là thiết thực cho tất cả hành giả chúng ta. Trong bài thơ Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ, Đức thầy đã cảnh tỉnh chung cho bộ đạo khá hành y, theo lời Phật dạy để cùng nhau hiệp mặt với Phật tiên trong ngày Long Hoa Đại Hội. Dõi gót theo thầy nương Phật cảnh vui dày xem hội Long Hoa. Vậy kính mời quý vị lắng nghe bài thơ này. Nam mô A Di Đà Phật. Chót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đức về soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say. Đắm một phút cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tà, dõi gót theo thầy vui dày xem hỏi Long Hoa. Long Hoa thiên Phật đạo ta bà, lửa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi túc lệ, linh hồn chìm đắm chốn nề hà, lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào, kiếm quệ rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào, cuộc trần ơi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình ta.
nợ lần không chẳng dứt. Chỉ cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi